đấy. Cây nướng mướp ăn ba tiết này chất lượng, nướng hành thì là băm rau sống các thứ vào thơm phức. Còn ai đi qua nhà hello, đây Toàn xin chào tất cả đại đỉnh nha. Đấy, chúc cả nhà buổi sáng an lành. Hôm nay Toàn lại làm mấy ba tiết canh cả nhà. Lâu lắm rồi mình không ăn tiết canh lợn. Hôm nay mình đánh vào mấy bát để gọi ông sang hai ông con thưởng thức cả nhà. Cũng phải đến 2 tuần nay rồi không ăn. Hôm nay mình sẽ ra mình thể hiện những cái bát tiết canh huyền thoại nhá. Xong mà cấu những cái lá rau sống, rau thơm đấy tự mình trồng đấy ăn cho nó chất lượng. Đấy, hôm nay mình ngồi trên cái khu vườn rau nho nhỏ của mình để review cho cả nhà xem. Mọi người cho nên tầm like một chia sẻ nhá, một đăng ký để nên Toàn có thể ra những clip hay nhất gửi tới mọi người. Bây giờ mình vào mình triển khai nhá. Ông đã sang đã đạp xe sang rồi. Rồi thái xong rồi. Đây là hành mình đã nướng xong rồi này. Hành khô này. Tiết nó để đọng rồi. Đấy, rau này sẵn rồi. Đấy, đây là bổi này. Đấy. Rau sống, nước mắm, chanh. Đấy. Còn đây là rau mình tí nữa mình cấu ở đây nhá. Cấu ở đây xong ăn luôn này. Đấy. Các loại rau, húng. Húng chó mấy cả mấy loại húng liền có biển mới cho. Đấy ớt tí mình dứt đây luôn này. Quả rất to nhá. Quả to mà nhiều lắm cả nhà. Đấy, quả này ương này, mình dứt quả này tí nó pha nước chấm này. Đấy. Cây nhà lá vườn, cây nhà lá vườn nên là cứ ăn là nó chất lượng cả nhà, chuẩn. Đấy, rau thì cấu ở đây thôi. Rau sạch. Cấu để ăn luôn không phải rửa gì hết. Rau sạch mà cả nhà. Mình không phun đường phép gì, thỉnh thoảng thì tưới cho nó ít nước nước mưa thôi. Vâng, rau tốt đó ông ạ. Ông cái này cho chỉ tưới nước mưa không? Tín đơn à? Ông này bảo cho tín đơn rồi cả nhà. Đấy, thế rồi cứ cấu vào đây xong rồi cho vào đây là ăn luôn rồi, không phải là không phải rửa cả nhà. Rau sạch. Mình để cấu chỗ này nữa này. Các loại. Bỏ có hai con của chỗ này nó vừa tầm, nó mát mẻ thằng người. mùa hè cả nhà. Ngồi dưới đây nó quá mát luôn. Rồi, rau này nó cũng là rau húng thôi nhưng mà không biết rau gì, nó biển nó cho là ăn thơm lắm, nó cái cay kiểu húng quế đấy. Nó kiểu như kiểu húng quế mình nói nôm na như vậy. Rồi mình vào mình đánh nhá. Cái này là hành mình nướng rồi mình trộn rồi nhá. Hành nướng thì là rau cả nhà. Rau sống mình băm sẵn rồi rồi. Băm hết rồi. Bây giờ chỉ chia bổi ra là đánh thôi, đơn giản, còn nhẹ. Thank you.
Này cứ đánh vào một nước, tiếc này, nước hơn tiếc một tí được, thế cái nợ nó dễ. Dễ đánh nhất cái nợ. Bát này nó đầy luôn cả nhà, đầy tràn luôn. Ăn mất tiết này chất lượng này. Tràn trề. Còn thử bao nhiêu tiết? Anh rời tay cái đông rồi nhỉ, đông lên trên tay này, này láo lên tí nữa cho nó đẹp. Đông lên trên tay này. Quá tuyệt vời. Ở cái này thừa bỏ lại anh ạ. Thừa nhiều quá. Ăn vào cho bao nhiêu tiết ớt. Ớt xanh này mình cứ thế là mình cắt vào cho. Thế rồi cây nhà đã vườn này sẵn ớt. Đấy. Con đẹp hơn của bác Kiến. Qua theo cái mạng nó giả đấy là một lia trứng có phải không? Vâng. Lia trứng mình nộn để quay người. Quá đẹp. Xanh không đây? À. Ông sức khỏe, sáng ăn lành, mời cả nhà nhé. Ai. Ăn. Ngoài 40 độ đây không? Nhưng mai này lại xuống rồi. À, báo 30 độ. Để cái rau lên sẵn này, thích thì tối đây ăn. Ừ, cái loại rau húng này ngon. Nó còn mấy loại rau húng mà. Còn cái răng cưa thì cháo cho vào. Chó là húng quế. Biển nó cho húng quế ngon. Nó cho mình lắm thôi nhưng mà trong nhân rồi đấy. Cứ nên được cắt ra rồi nó cắm vào. Bác cứ để à, rồi chú để cho dầu thảo đấy. Không đi lồng cái bột đấy. Rồi chỗ nhà biến nước á. Ăn quay nong không hết. Trên trần nó cũng có một hai chậu. Để ăn nấu. Vào rồi sắp xong kia được triệu bạc à? Được. Thế một con nữa. Nó lắm rẻ quá. Một con ở đâu? Trong rừng. Nó đấy để đẻ, tái. Nó rẻ quá. Là nó nhọc hay phải nó mềm? Đâu. Nó nhọc à? Nó ngủ dậy. Sáng đến. Nó mở. Cần đi cháu mà. Nhọc. Thì thêm cơ quan nghề. Cố là chết. Mà này thanh niên nó khỏe. Nó cứ thằng con nhờ. Vườn nó nào ở đâu.
quên rồi, nghỉ. Không làm à? Nghỉ ở nhà lại, nó đủ tuổi rồi. À, tôi cũng tưởng nó vẫn đi làm. Mấy tháng nữa mới đủ tuổi. Chứ đi làm, đi làm thời vụ thôi. Lớn mới thôi. Cái nữa mới độ 16 chứ mấy. Ở 17. Tháng 17. 16 hay là... 9, 18. Bằng tuổi Đạt. Đạt mà nó đẻ trước Đạt. Mẹ tháng 7 thì Đạt đẻ tháng cả. Năm 15. 2004. Nói đúng là... 19 tuổi rồi. Nào ngon lắm rồi nhỉ. Mời anh nhé. Cô làm miếng nào. Đây làm. Đâu lắm rồi cháu mới đánh mấy bát này mà ngon ăn. Không phải mấy... hơn chục hôm nay rồi. Gọi là 2 tuần nay. Chưa mất tiếp canh nào. Từ cái hôm gọi bác ấy. Đấy. Hôm đấy là... đến 2 tuần. Đấy, 2 tuần. Đấy, với cây mát. Cái này là cái để đấy. Cái cành khô đi. À, hai cành này nó chết rồi. Đừng để nó người ta vào nhà nó như là cái cây héo. Ba cành, à, hai cành. Nhưng mà một cái thang, đấy cái thang của bác đấy. Nhưng mà cái này sao nó chết không nhỉ? Nó bị sâu đục thân đấy mà. Nó như cái cây bên bác, cái cây hồng ấy. Nhiều cây thì nó chết, nó sâu nó đục thân nên là nó không phát triển. Cái này có phun thuốc được không? Không, đừng phun. Nó ở trong trong nhưng mà làm sao phun nổi được. Kệ cái ấy, nếu mà thân nó chỉ ngày xưa người ta lấy đục, người ta đục ra nhét vôi vào. Con sâu nó có khi nó to nó đúng ngón tay. Dưới là một này, nhãn là hai này, hồng xiên là ba, nó hay đục nhất. Có khi ở ngoài vẫn có vỏ xanh nhưng mà trèo khô khéo có khi gãy. Đúng rồi. Ông bà Thanh hôm qua bác ra đồng ấy là chị ngân ấy vào mời đến chủ nhật là các ông đi ăn cỗ không phải là phong bì. Đúng rồi. Bạn đoán ngay là dỗ đoán đầu dỗ đầu rồi thì các bố họ lê chả để lấy tiền của các cháu ở nông thôn mà sang đây thì cứ mang tiếng tây với tàu. Hôm qua thì bà không có nhà thì cái tầm gần tối mà để... à. Quãng nợ thế cái chị nào chị đến chị mời con cháu nhà ông đi nhà bà Duy à thế đấy mà bà đến ăn không được không phải ông Bì đâu mười hai ba kiểu anh như rốt rồi không về đâu Hà Nội rồi năm năm ở nhà bảy năm rất họ mỗi nhà một người, mỗi nhà một người. Các ông chết chóc ở quê mình, nó giữ cái tình cảm đi lại. À, nó là không cái gì bằng ở quê. Không, nó chối lắm, mà cái nhà nó giàu có, mẹ nó chết, nó đưa bố nó về, nó như là đi đưa trộm về, người ta chửi đấy. Nó cứ mang tiếng giàu có, nó nhăn nhang không được. Mà trước con đi đến đâu phải về quê hết. Thời ông quán với các bác này với chú Phở với chú Gà sống bên trong chùa. Từ cái đời mẹ ông vẫn nuôi còn đói, chết đưa về còn đào, còn không được miếng cơm. Rồi đem gà gái ra đào cái được. Lúc ấy có cái ba nào đâu. Thời thế nhà các ông, giờ đấy là đói khát. Đói khát mà gọi toàn con cháu nhà mình hết. Những mấy cái thằng nông thôn. Thế thôi. Nó nhiệt tình đó. Cái từ ngày các cháu lạ một tí cái ngày trên đó, nó kể cả Nguyên đấy chí tiếc ra cái con quỷ cho chúng ta con được mẹ mà như thế mới được mẹ là có đéo giả nó phải như thế mới được. Rót cho tôi nào nhiều cái cánh mình làm tiếng thế nhé. Mời đây đi nhá.
Ông ăn mạnh lên để cháu cháu phá bát trước tiết. Ông ăn này nóng ngon mà, ông ăn mạnh đấy. Ăn vào bát. Không, bát ngon. Hai ông con ăn hết. Mà đánh bát này vừa ăn vừa tầm mà đánh tần sụ ngon. Và cái xào rượu quất. Cái làm đeo, chuột phá hết rồi. Ngay cái chỗ bác đồng dao, bảo rằng là dao rất khủng. Đồng quá cả nhà, như cục thạch, đập cầu. Đồng lắm. Mày ăn bát tiết này chất lượng. Nướng hành thì là băm rau sống các thứ vào thơm phức. Không là khỏe. Để biết tới đéo ngày dài sống hàng 80 tuổi ban ban rồi. Qua đi qua nhà đang ngồi uống nước ở bàn ngồi, ngồi nghe khỏe lắm. Cũng là ông bác bảo bác ngó thôi. Nhà có chó mà đánh con run nó có nhận ra người không vẫn biết đi vẫn thì đá bình thường nó ảnh hưởng gì không ở lâu lắm bác không sang con em chơi. Nhớ quá mà ông vẫn đi lại bình thường ấy. Nói bà bóng tuyệt vời đấy, công của bà bóng phải nói lớn đấy, bóng quá lớn. Quan vợ được con vợ ngoan quá có mà nó đang ốm đau nó là giao tiếp có phải không chồng con nó không nó còn cổ vũ nó vào lại xe và nó còn cổ vũ mỗi người một các bà cứ tính cứ tưởng là bên ngoài cứ nó thế nọ thế kia về xài đấy cứ đừng rất non cứ kệ đó nói giả muối mà cũng đừng cho ai. Và để tôi để già tôi nhân giống. Nhân giống muối. À, dưới cây dưới ngõ sao? Đưa ra là rất rồi, cây ớt là quý lắm đấy. Để bán là chẳng có cây ớt. Đó như ông Tùng muốn ăn. Nó ra cái cành khô cho cắt hết cái cành khô đi. Đúng rồi. Phải cho nó lên cái măng mầm cành non nhìn nó xanh tươi. Mà tôi bọc có ít nần không phải mua đâu. Cứ dặn mà cứ hết lứa là rác xong là cứ sáng sớm nào phải cho tí nước. Cái nân xanh ngoài cái trình trinh gì thế, nân xanh là không độc hại. Đừng cứ đạm trắng nó chết. Gà tố hoặc có tao không phải ở trong tất trong kia thì không nói rồi ông ấy. Bây giờ ông đang chán đời. Xa quá. Không phải chán đời, người trong ấy lục lục lắm. Thế là vừa rồi Tuấn về nó kể. Bây giờ ông còn đéo vào sao như là đi rồi cho nó. Chất chát thế là nó đã đấy về nó và cho con gái. Thế bây giờ đâm ra ông cũng không khôn nữa. Thế là phải chủ yếu là con ra là chính. Ừ. Ông bác à? Khi nào tao mới không phải có dịp vào đấy xem cái tình hình thế nào căn dặn các cháu bố người sống cả bằng mấy cháu không người không tự ái cao lắm mà giống tính như bà nội như vậy cứ cho ăn có khi ông giả không nhé bác không trèo xòa như ông quán với ông từ á cao độ là cái từ sức bà ngoan ông đéo khi lúc ông bị tai biến ông đéo khiến giặt ông giặt lấy xong ông mới chạy ông đập bác cà phê về khoe và tôi đéo khiến cho nó rồi lại giặt một tay rồi mới chạy tôi đập. Nhà này có mỗi con cái gì là nó hai cổ vũ cho bác cái quyền à còn đấy lên hai cổ vũ quyền ăn cái canh nhớ bạn gì giỏi còn nó ăn khỏe lắm nó ăn 5 bát được mà đúng không phải này mày nhưng bác còn nó còn dè chừng
mình còn đâu đâu ăn nó thèm một hai bát không quán không về chợ nó vừa tầm quán bát chỉ có làm hai bát là cùng mình bấu lóng nó thẳng bấu cho đậu lóng ngon được ăn được cái thấm thế thấm thì ăn được đất mẹ nó hút đất ngày mấy đứa cháu ở cái hiền cái bống cái mình chưa hai bát tôi là con cháu của tôi nó bống nóng mẹ chả phải thuốc xài béo rồi đâu ăn được thấy mát người mai kia cái thằng lớn đấy vợ bảo làm cái nhà ống này chúng ta hai đứa ở bên này con đường tùng đấy, thì cái đường tùng, bây giờ cứ để đã, không mai chưa bảo tích góp nó bình tĩnh, tôi bảo là quá là không có lĩnh vợ gì làm, mai khi cái thằng cả lấy vợ là nó sẽ tự lo, bố mẹ là phối hợp, làm đúng như nhà con đường tùng, làm cái tầng làm. Còn bà với vợ chồng của nó là ở trên này, còn cái đứa chồng là còn có ai nữa đâu. Bà không phải lo đấy. Nên là đất cát đắt thì nhà bác phòng ấy cũng hai anh cái chỗ sân ấy phải làm hai chiếc ấy thì bây giờ mua đất thì đéo có tiền làm nhà đúng rồi. Nó cứ thế nó trồng lên là hai tầng 100 mét vuông có cái gì đâu mà chúng nó đi công ty cũng cái như thế bác bảo thôi thì thế là cũng được rồi giờ con cái đông bố mẹ tốt vợ con với cái thằng Quyền Sơn đấy cho nó thì đất bên đấy là không hợp cái chỗ đất Quyền Sơn chỗ ngay nhà cái phóng là phân đấy là nó ở bên đấy không hợp đất bên đấy không rộng nhưng mà nó chắc thế nào nó không hợp có ra qua thấy rồi đợi hà bát là còn quá bán nữa đi thôi còn bà thế rồi ngon tháng này bây giờ bắt cái cây ngon tôi vào sang cháu đón ăn bắt cái cây lâu lắm lâu lắm rồi tiết mát ông bảo mai cho thịt và mướp nó phải canh cua bói cứ ta để nó mới nhà quá bà nhà ông ăn được tiết canh không không bà cái này bà thì cái kiểu hầu như ăn chay mà không ăn mấy đâu có gái cứ thương gà thích thì chúng nó thịt con vịt con chỉ làm miếng và dành ăn lắm dành ăn lắm nhưng mà quá này không ngủ ăn đâu ngủ quá mà bà đã bắt thích canh được ngủ quá là ngủ ăn thôi chứ không phải ăn được cái này từ cứ cháo lòng về cái thái nhỏ cho vào hết đi hoặc là lông miến đấy bác dặn lông miến còn hơn ngon hơn cả hành không bằng nó đâu nếu mà không nếu mà thiếu hành hoa cho cái này vào được và nó thơm nó dễ ăn cái này quán xá nó toàn cái này hết nó giữ ngồi còn mấy là người làm gì đó bà bà che cháu nó quý rồi nhất nhưng mà các ông còn mấy là làm cái con cho nó vui bố nó mất rồi bây giờ nó thèm bố mấy ông bác ông chú thì thấy cái cám bất kỳ sống là không bằng mày cả bất kỳ cái tính bác thì khỉnh nói thẳng thế bất kỳ mới tính bất kỳ sống là kém bác cái rượu vào bác cái không biết gì rượu thôi không biết cái gì đâu cho nên bác trinh bác cái nói thật
ăn kèm đúng. Hôm nay bác mới nói với cháu. Video này toàn quay có thân thượng cả nhà. Hôm nay mình đánh mấy bát tiết canh. Đấy, có hai ông con ngồi triển khai ngồi ở cái khu vườn rau sống này trên nóc bể này, nói chung cái khung cảnh nó cũng đẹp. Khung cảnh đẹp. Để chia sẻ cho đại gia đình xem, mọi người cố gắng cho một like và đăng ký nha. Không đồng gió lộc. Một chia sẻ để ra là những cái tốt nhất gửi đến mọi người. Chào thanh kỳ mọi người.